Cả nhà ơi, tối hôm nay là một bữa tối đặc biệt để gọi là chào tiễn đưa đội sang lớp mà ở Thanh Hóa đó, anh Vinh chị Hồng đó, quỹ kết nối yêu thương đó cả nhà. Đây, đây là món đầu tiên là tiết canh hả? Tiết canh vịt. Nấu sắp xong rồi hả chị? Nó sắp xong rồi hả anh chị? Nóng tới món cuối rồi hả? Rau xào ha. Trời ơi, mình qua trễ quá, món cuối luôn rồi. Thơm quá. Thơm nhà chị ạ. Dạ, đậu này chắc mới hái sao mà thơm dữ vậy chị? Vừa hái. Thèn chi. Thịt này nó ngọt mà. Dạ. Trời ơi, đúng là cây nhà lá vườn. Trời, nó thơm cái mùi mà nó ngọt. Đây kia nằm mà. Cái này cái gì đây? Vịt luộc. Rồi nước thì nấu làm canh ha. Món quen thuộc. Bốc khói luôn vậy? Còn nóng hổi luôn nè. Tiền ơi, nóng hổi luôn. Ánh sáng nó làm cho thấy khói đẹp quá. Anh phải là cái người mà tài xế bảo phải ngồi kế xe không? Không, không. Là người khác. Anh ở đâu rồi? Để về Thanh Hóa rồi. Ủa? Rồi còn cái anh mà bà bán phở phỏng vấn hỏi ảnh á, mới biết được câu chuyện đó là cũng về luôn rồi hả? Về rồi. Ôi sao kỳ vậy, vậy về bao nhiêu người rồi mà bữa nay mới làm chia tay. Thì những người mấy người hôm nay là cái kết thúc, có nghĩa là hôm nay là chủ tịch huyện mới báo là kết thúc. Vậy có nghĩa là công trình gần xong thì rút quân bớt đúng không ạ? À, là hôm nay mới xác nhận là đã xong hết rồi, thì là bên đây sẽ rút quân 100%. Như vậy hôm nay còn bao nhiêu anh em hả anh? Hiện tại còn 6 anh em. 6 anh em thôi. Hôm trước là tổng cộng bao nhiêu anh em? Lúc nhiều nhất là 18 người. 18 người có lẽ là lúc mới bắt đầu đúng không anh? Như sáng giờ là trời mưa. Nhưng mà nếu mà hôm nay mà làm mà mưa vậy có làm được không anh? Mưa mà đất nó lầy lội vậy có làm được không? Nếu mà phải xe trung chuyển thì không làm được. Trung chuyển bằng xe thì không làm mưa này. À, nó chạy nó không có bám đất đúng không? Là vậy thì cũng đâu có hoạt động được. Cũng phải dừng đúng không? Vậy trong quá trình mình làm nó có bị mưa vậy không? Có mất một ngày. Là phải dừng làm. Một ngày duy nhất thôi. Giờ tính ra mình làm tổng cộng bao nhiêu ngày mà là xong công trình ha? Thì từ bắt đầu từ ngày 24. Từ ngày 24. Bữa nay 21. Là thiếu một tháng nữa là... Thiếu 3 ngày nữa là đủ một tháng. Không. Đó là chính thức vào xong lớp mặt bằng. Ừ. Còn như là Thanh Hóa ra là ngày 16. Ừ vậy hả? Ngày 16 rồi là cũng còn thủ tục này nọ. Ra làm cái gì? Đến ngày 17. Đến sáng ngày 17 thì ra đến đây. Ừ. 17 ra đây thì đêm là máy vào được đến đây. Ồ. Mất 2 ngày đấy. Rồi 18 mới làm. 18 bắt đầu là mới cũng có một số máy là làm săn lấp của bên nhà tạm. Ừ. À vậy là mình có tham gia phụ làm nhà tạm luôn. À hiểu rồi. Vậy là hồi đó giờ không biết. Cảm ơn anh nhiều ạ. Rồi bắt đầu là mới lên làm mặt bằng của lễ khởi công. À, cái lễ khởi công là cũng ở trên đó luôn á ha. Lễ khởi công là vào cái mặt bằng của bây giờ cái nhà điều hành của bên binh đoàn. À, là cái nhà điều hành binh đoàn là cái lễ khởi công ngày đó đó. À, lúc đó bà không phải lại không biết, lại không có mặt ở đó. Lúc đó không có định hình cái được. Lúc mà chị đến thì là cái gần như mặt bằng đấy là gần như là xong rồi. Ồ, đó còn lúc bay từ xa, lúc đó không biết là quả đồi nào. Có hỏi người dân quả đồi nào người ta cũng không biết. Thì chỉ hướng thôi. Tới chừng mà anh sang mặt bằng xong rồi, thì lúc đó mới xác định được, à, đây là vị trí này. À, ổn quá ha. Là tính ra mình làm gần một tháng luôn anh. 27 ngày trừ 2 ngày chuẩn bị đi. Còn 25 ngày. Vậy lúc mà đi thì có dự tính là bao nhiêu ngày không? Dự tính thì theo lãnh đạo nhà nói chỉ tầm 1 tuần đến 10 ngày là xong. Gấp 3 lần dự kiến hả?
Nghĩ sao mà tính ra có một tuần đến 10 ngày vậy? Bọn tôi bàn giao cho bên ban là 2 lần bàn giao mặt bằng. 2 lần bàn giao mặt bằng. Nghĩ là sao? Có nghĩa là làm xong lại thay đổi. À. Ừ, tại vì khi mà quyết định làm thì nó cũng rất là gấp gáp. Có lẽ là cái công trình này giống như là vừa thiết kế vừa thi công phải không anh? Đúng rồi. Cho nên nó có một cái chuyện thay đổi là cái chuyện tất nhiên. Quá gấp gáp, trường hợp này quá đặc biệt. Nó cho nên là nó kéo dài ra dự kiến. Anh có biết là cuối cùng là còn cái từng cái san lấp mặt bằng từng tầng 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 á, là bên anh có biết là bao nhiêu cái ngôi nhà không? 40 ngôi nhà. Ồ, là mình cái san lấp tầng tầng là mình san lấp luôn hả? Đúng rồi, san lấp tất cả là bên bọn tôi san lấp, hiện tại là san lấp là 42 nền. À, 42 nền. Vậy sao nãy anh nói 40 ạ? À? Nhưng mà có 2 nền là nó cách xa vị trí. Ồ, vậy hả? Cho nên là bên ban là đề nghị là sẽ quay toàn bộ lại. Cho nên là đang dừng lại, đang để lại 2 căn không, chưa làm thế. Có nghĩa là làm xong rồi nhưng mà sẽ hiện tại, bây giờ là sẽ không dựng nhà ở 2 căn đó. Cho nên quay khu lại 40 căn của 2 quả đồi, 3 quả đồi. Còn 2 căn kia là mình đã làm mặt bằng chưa? Làm rồi. Làm rồi luôn, nhưng mà chưa có xây thôi. Có thể là người ta có một cái dự định tính toán gì đó mà chúng ta chưa biết thôi. Đó là chỉ có lãnh đạo thì người ta biết thôi. Chúng ta cứ chờ thêm, chúng ta cứ chờ xem, theo dõi làn nũ á, giống như theo dõi một bộ phim dài tập vậy đó, và có rất là nhiều tình tiết bất ngờ. Tiếp tục món gì vậy anh? Nồi gì to thế? Mình làm bún. À, sáng mai nấu bún ăn sáng đúng không? Em ăn à? Ừ. Làm bún rồi đó. Chị cho một cái lên cho quán bún này. Nhiều dữ người ta. Một canh. À, canh. Canh dưa. Còn cái nồi lớn này cái gì? Nồi lớn nồi không có gì. Nồi không có gì, may không mở ra quê rồi lại tưởng có ai chổng. Tiền ơi, xong rồi nè. Hấp dẫn quá vậy. Trời ơi. Đây 2 tầng luôn nha. Hình như 3 tầng luôn á. Tầng dưới có lòng bàn. Trời ơi, lịch sự dữ người ta. Hấp dẫn quá nha. Đó, đi lên vùng cao rồi làm đủ này á, có thấy được cái kệ tầng này thấy rất là thích nha cả nhà. Đúng là đi một ngày đầy học một sàn khôn mà. Thất bại rồi hả? Thất bại rồi, thôi hấp luôn đi. Thất bại thì ăn kiểu hấp. Được không? Đừng có quay em đấy. Kệ nó, thất bại cho kỷ niệm. Rồi chân lên bạn phở được ăn. Rồi, mừng quá, chứ sống bạn phở đâu có ăn được. Lấy cái nồi kia hấp. Đó. Quê đó. À, mâm ra rồi đó hả? Ủa, đang lén bưng ra rồi trời. 2 mâm rồi, bưng rồi. Trời ơi. Hấp dẫn nhờ. Cái thất bại là mẹ thành công, đúng rồi. Đừng có quê. Tôi ác lắm, thất bại tôi cũng quay. Tại vì tôi được ăn mà. Thất bại là mẹ thành công. Vậy là mấy anh em ở trong này á hả? Mấy anh em ở trong đây á hả? Wow, vậy là nguyên một đội của mình ở trong này. Cho tham quan xíu. Sorry anh. Ô, nhà này rộng quá ha. Vậy là mấy anh em mượn nhà dân ở nè. Anh đây là anh chủ nhà luôn đúng không? À, đây là chị chủ nhà. Hai anh chị tốt bụng quá. Đây, thích cái đũa Tây Bắc nè. Đũa Tây Bắc nhuộm màu nè, thích không? Đó, bên đây cũng vậy. Hai cái mâm đũa nhuộm màu bằng lá cây ấy nha. Tây Bắc mà, bà con dùng toàn là lá cây đó, màu thôi. Dạ, hay lắm. Chị ơi, chưa ăn có được ăn. Bây giờ mấy sắp chia tay mấy ảnh rồi, bây giờ bữa giờ mấy cả tháng nay ở đây á cực khổ gì, chị nói xấu đi giờ chị... kể xấu lần cuối chứ không là không có cơ hội kể xấu đâu chị. Kể xấu đi, em làm chứng luôn, mà mọi người làm chứng luôn. Đẹp không à? Không có xấu hả?
Đẹp là nghe chán lắm. Bây giờ nghe cái xấu cho nó sốc nè. Giờ kiếm cái xấu không có kể là sao giờ trời. Làm mấy anh có biết uống rượu không? Biết uống rượu phải không? Nhịn gần một tháng ấy. Ủa tại sao? Không đi làm uống được đâu. Rồi bắt đầu phải uống để bù lại những cái ngày nhịn. Thì đó, đi chia ra 3 ca làm. Có một lần thấy em trai nó làm ca tối, nhưng mà sao tự nhiên bữa sau lại thấy nó làm ban ngày luôn. Trông nhận sức cũng trâu bò quá ha, đúng không? Mấy anh đây là phải sức rất là trâu bò. Nhưng mà nói 3 ca như anh em làm gần như là 17-18 tiếng. Dễ sợ, làm là chỉ để ngủ thôi. Ngủ đủ sức để... Thôi. Đúng chưa? Về cơm đi. Ghê ha. Đâu có giống như bên quân đội đủ người. Thế anh quay vào gọi điện báo được. Rồi cơm ra. Giờ cơm tới rồi. Giờ cơm tới rồi. Mà tiếc quá à. Hôm bữa sao không làm mà đủ người luôn. Hay là hôm bữa làm một đợt rồi, đúng không? Chưa hả? Xuống đây đi. Rảnh việc. Bữa nay mới rảnh việc ha. Hèn chi mà bò bóng phở thấy trên đó mấy cái xe nó không có hoạt động á. Mình ngừng hoạt động từ hôm nào anh? Hôm nay hay là hôm qua? Hôm qua bò bóng phở không có mặt ở đây. Cái xe á, cái xe mình ngừng hoạt động là từ hồi nào? Sáng nay bò bóng phở thấy không hoạt động. Đúng rồi, chúng ta hôm nay là dừng rồi. Ngừng hôm nay, hôm qua vẫn còn hoạt động sao? Qua đêm qua vẫn làm. Ồ. Việc bổ sung qua làm còn sửa chữa, chỉnh sửa lại, mình sửa. Ừ. Bò bóng phở còn nó chưa kịp ra quay buổi chiều tối luôn á, mới quay buổi sáng sớm à. Chưa kịp ra thì mọi người về rồi. Ủa giờ bây giờ có lên nằm lúc làm tiếp không anh? Không. Nằm lúc làm xong rồi, xong trước đây rồi, xong lâu rồi. À nằm lúc xong trước mình luôn. Bây giờ là về là nghỉ ngơi, không có còn công trình nữa đúng không? À. Đâu thì về Thanh Hóa là về quê luôn rồi, mình cũng ở Thanh Hóa luôn đúng không? Dạ. Công trình Thanh Hóa thôi. Về kiếm tiền. Bỗng phở nói thêm xíu nè. Mấy anh làm có thể tăng ca đồ này nọ ngoài giờ, nhưng mà tất nhiên là không có tính tiền overtime đâu. Chủ thì có trả tiền, nhưng mà mấy anh cũng phải góp công sức này nọ vô. Chứ đi làm từ thiện mà. Anh em cũng biết. Cái ca nó đâu nhỉ? Sao cái ca nó đi kìa? Ủa phà. Cơm thôi. Ơi. Em ăn tay trái. Trái ăn về thôi. Trái ngồi chỗ cái Dũng đây. Cho ngồi. Trái ngồi đây. Xong ra đây uống đi. Đây hả? Ly bà đi thôi, vội đâu, sợ gì. Ủa vậy cho em hỏi là mấy bữa mà cơm nước ngày này thì ai nấu cơm? Đừng nói anh chị chủ nhà lo luôn. Đúng rồi này nè. Ô men. Ở đây. Trời ơi, vậy mà em hỏi không nói xấu tiếng nào hết trơn. Trời ơi. Cực khổ từ một tháng nay theo luôn. Nấu cơm nước luôn. Hơn rồi, chủ nhà đây là từ 11-12 đấy. Lên tháng rồi. Trời ơi. Nhà này là từ ngày 11 nhỉ? Từ hôm 16. Lọc lọc cơm nước cho đội mười mấy 20 con người. 13. Nấu đến bây giờ. Bên ban nó xuống. Từ ngày 13. Ôi mấy ông ban không xuống cơm cho ba rồi. Về rồi. Ngày về rồi. Dạ. Mấy ông yêu đuối nhỉ? Ồ. Cảm ơn. Em mời các chị nha. Dạ. Mình phải vô một cái cảm ơn anh chị chủ nhà trước. Rồi rất là cảm ơn các anh và đã coi như là thay mặt cho quỹ thiện nguyện gì đó ha, của anh Vinh chị Hồng ở Thanh Hóa. Hôm nay là anh chị chủ nhà. Dạ. Bữa cơm để chia tay anh em. Dạ. Anh em về. Rồi mày ơi, chị nhé. Dạ. Dạ. Cảm ơn anh chị chủ nhà rất là nhiều. Dạ. Chúc tất cả nhé. Dạ. Chắc mọi người uống trước đi cả nhà. Mời khán giả nhá. Mời khán giả. Rượu sim đấy, rượu sim đấy. Ủa rượu sim hả? Rượu sim, đồi sim này. Wow. Rượu từ đồi sim đấy.
rố sim. Bây giờ là mình phá cái đồ sim này, mai mốt còn được uống rượu sim nữa không ấy? Rồi được uống mà ít hơn. À, ít hơn, vẫn còn sim mà. Thế bà xin rượu đó. Ôi rất là bất ngờ. Ủa rồi không, sao mình không mời chị rủ sim, chị đồ sim qua? Chị mới uống chưa rồi. Chị mới uống rồi. Là rượu nhà chị đó ha. À em có thấy là mấy cái cây sim người ta mới trồng đó là nó đã chặt gốc đó, là ai trồng anh? Trồng lại, bây giờ là bên Kim Lâm trồng. Bên ban quản lý, bên tỉnh người ta trồng lại, để giữ lại đồ sim. Là người ta trồng, ai trồng? Kim Lâm trồng hả? Bây giờ là phải huy động Kim Lâm trồng. Hay quá. Như vậy lúc mình sang lắp mặt bằng á thì người ta đã ra kêu là phải giữ rồi hay là sao? Lúc đầu thì không có, nhưng mà sau này diện tích thì thấy nó thừa ra thì giữ lại. Ừ. Giữ lại để. Nhưng mà tại sao cái gốc cây nó cũng còn luôn? Gốc cây còn luôn. Và mình giống như là mình bứng lên vậy đó. Đưa máy em xúc ra để ngăn gốc mà. Là cố tình hả? Đưa máy xúc để đào. Đưa máy xúc từng đào từng gốc một đó. Đúng hả? Là để cố tình để trồng lại hả? Là ai ra lệnh đó? Cái này thì từ trên chứ không phải từ trên. À từ trên ra lệnh làm đúng vào cái mặt bằng của mình. Hay quá, cảm ơn. Rồi bây giờ mọi người uống xong hết rồi phải không? Giờ tới phiên bọn phở uống. Lần đầu tiên bọn phở được uống rượu sim làng nũ. Rất là kỷ niệm. Thơm lắm luôn á nha. Nhưng mà ước gì cái sim này người ta làm siro đi, uống được nhiều hơn mỗi ngày. Ngâm rượu đâu có uống được. 100%. Bà bóng phở mời cả nhà. Anh chờ có thêm mồ. Mời riêng anh nhé. Đó đây à. Anh đang chờ anh nè. Xe lại. Chiếc cành nó đánh trước đi. Này đây, chiều nay anh về này. Không đông. Không đông quá. Anh về có phải nhìn bấm dây đấy. Lâu anh bị đông dây mất rồi. Bị dây là đi quất luôn. Chắc tôi rồi. Chắc sim không? Ngon quá. Thơm. Rượu thơm. À, nó có một cái vị chét rất là nhẹ của sim nha. Đó là thơm, rất là hay, rất là đặc biệt. Hai mình rau răm ít thế. Hôm nọ cái máy xài đi hết một nửa rồi. Thằng bóng này lâu ấy nhỉ? Còn thiếu ai nữa? Còn cái anh bóng ở trên khu tạm à, anh bóng nhà bóng bàn đúng không? Đúng rồi, bóng bàn. Hồi chiều mới thấy ảnh đây nè. Gọi rồi, đang tắm giờ. Đang tắm. Thôi chắc là cho bộ phở xin chén cơm đi. Dạ, anh đi xin chén cơm đi. Cảm ơn. Ơ từ từ, không phải cơm mà ăn thịt đã. Đang bị xỉn quá, bị xỉn quá. Bị xỉn. Gạo này phải gạo này phải gạo từ thiện không anh chị? Dạ, cảm ơn em. Gạo từ thiện ăn bánh keo. Dạ. Ủa, vịt này là chính vịt vịt và vịt nuôi tự nuôi đó hả anh? Đầu nó như thế. Chưa được ăn vịt tự nuôi, không có nước thì ăn vịt là của Lương Sơn. Mới gạo từ thiện ăn không được hả? Còn gạo này là ở đâu? Gạo từ nhà chồng. Nhà chồng. Nhà chồng ấy. Của nhà đấy. Đừng nói mới thu hoạch luôn nha anh. Đúng rồi. Không. Mới mùa lúa luôn á. Nhưng mà không biết là đội từ thiện nào cũng cảm ơn lắm nhưng mà cuối cùng ăn không được. Gì hả? Bữa em ăn gạo từ thiện ngon lắm. Ngon đâu. Có những con ăn ngã thì ngon có những nước không? Đúng rồi. Đi nó bị vòng hơi. Đúng rồi. Cái gạo này còn thơm cám luôn anh. Mình không có xác kỹ á, nó thơm cám thích ghê á. Nó có cái nó có cái độ ngọt của cám á cả nhà. Gạo này gạo nàng chứ không phải gạo nương đâu. Đây ăn miếng vịt à, ăn nói nè. Đây. Vịt làng nũ. Không. Bữa nay uống được rượu sim làng nũ, vịt làng nũ nha. Răm à. Rất là đặc biệt. Anh thử chấm nó răm. Mời cả nhà. Gạo nương hả? Nương ở đang thơm, mùa rau răm sắp mất rồi. Thơm lắm, ngọt thật lắm. Đây mới là đúng cái chất. Này cháu say lắm, cố uống mới đúng rồi. Uống chiều nay nha. Mà uống chưa nay. Anh em mình đi gặp đấy. Không, trong cái thời gian bọn em ở đây, thì có cái gì anh chị không phải anh chị bỏ qua. Có rồi ạ. Thì đi về mất quá nhiều là nhà không đông vui nữa. Không có gì là
sai sót gì cả, chỉ yếu là bọn ở nhà cháu mà anh là thông cảm cho gia đình, nói chung là cơm nước không như thế nào thì cũng là thông cảm cho gia đình, cũng là tất cả chúc chí anh em mai lên đường và là mạnh khỏe tất cả. Vâng. Nói chung là không thể bỏ qua được anh ạ. Anh phải nhớ đấy mà làm tiền điện. Nhất định không bỏ qua nha. Đúng rồi. Là mình sẽ làm công việc nhớ là như việc. Là nếu mà ok được thì anh em mình lại gặp nhau tại Thanh Hóa nha. Ok anh. Còn nếu mà chúng anh mai lên đường Thượng Lộ Bình An nha. Ừ rồi, chúng em ở lại chấp chấp đám bàn thành công nha. Cảm động quá. Rớt cho nước mắt. Sâu sâu sâu, cảm động quá. Em hỏi thiệt anh chị chủ nhà nha, có vất vả lắm không? Nhất là chị nè, ngày một tháng trời nấu cơm cho một đội quân có những lúc lên tới 20 con người đúng không chị? Có 50 người chứ, 20 con người. Cái này là không phải bộ đội mà, phải không? Bộ đội đây mà. Ủa ngày xưa nấu cho bộ đội nữa hả? Vâng, bộ đội làm nhà tạm trên kia nữa cơ. 5-60 người. Wow. 5-60 người. Có ngày khoảng tầm 60 người chắc chắn. Rồi mấy người nấu cơm anh chị? Hai vợ chồng thôi. Hả? Này khả năng mà đưa đầu bếp này ra Hà Nội Sài Gòn tiến lên Sapa, có mở nhà hàng luôn đi chị, mở nhà hàng còn 7-8 mâm ấy chị ạ. Dạ, vậy mà hai vợ chồng làm thôi. Hai vợ chồng làm đầu bếp của Hải Sapa nó còn nhiều chứ, đây còn đầu bếp đây nó có ít thôi. Cảm ơn hai anh chị rất là nhiều ạ. Hai anh chị tốt bụng quá mà cũng không vất vả quá trong thời gian vừa qua. Dạ. Dân thế này giúp dân thì mình ngồi đau chân hả? Vâng. Ừ. Đó trời ơi, không ngờ ha. Em cảm ơn anh chị. Căng xong đúng không? Cả trên đây gặp bà đấy hơi căng đúng không? Có phải là đấy là cho thằng Quân nghỉ. Trên đây bà bán rượu quay qua này kinh khó. Bà bán rượu cũng căng ấy. Uống rượu thôi vì ấy. Uống rượu với bà bán rượu chứ. Bác gì đâm đầu vào đá. Không không lượng. Nào cái gì trong cỏ đâu. Nai nói gì đâu. Nai nói gì đâu. Còn bà bán rượu anh còn thấy xưa. Cái cơm á. Nó còn cám á, thích lắm cả nhà. Dùng đi. Đúng là đồ địa phương. Mới à, cũng mỡ mà. Ngon. Mà em thắc mắc vậy nè, cả một tháng trời ăn vậy mà sao cũng còn vịt trong nhà hay vậy? Vịt này đi mua thôi, vịt trong nhà này còn. Mua nhưng mà vịt mua nhưng trong, mà cũng ở trong làng, vịt ngon mà. Mua của trong làng, okay. Dạ. Chứ làm sao mà một đội quân ở trong đây hơn một tháng thì lấy đâu nữa còn con gì trong nhà. Mấy chú bộ đội với mấy chú công an ăn hết nhiều lắm rồi. Mấy chú bộ đội với lại mấy chú công an là cái chú lúc đi tìm người ấy. Đúng rồi. Là lúc đấy là đồ ăn thức uống là đường đi lại nó đang còn khó. Đúng rồi. Không phải như bây giờ đâu. Ông bây giờ thì lưu thông rồi, mua thịt heo đồ cũng được. Bao nhiêu nè. Ủa cháu, hồi trang bữa nay giúp xí diệt mồi anh ạ. Mà anh chỉ thay diệt mồi. Mất xác cho anh. Nửa ha anh. Rồi. Dạ, cảm ơn anh. Cắt cái cho nó như thế. Mà rượu ngon quá, mà cạch mà không uống thì nó có lỗi. Nhấp môi thôi. Không. Người ta muốn uống hết và kêu ta nhấp môi. Nó kỳ vậy. Là phải hết đúng không? Đang muốn uống rồi, lại bảo. Lỡ cạch thì phải hết chứ. Nhưng mà nó cạch chung với nhiều người nữa đi. À. Cạch chung với mọi người uống chung đi. Vừa uống hết xong. Mọi người vừa uống hết rồi à. Ủa vậy hả? Uống nhanh vậy. Vậy thôi mình nhấp môi nha. Tiết kiệm. Cái đấy nó là sướng, cái đấy nó là sướng reo rồi. Nó này im, cứ mang thuốc về hả? Có vẹt rồi đây. À, đây là đầu đuôi, à đâu? Đầu với đuôi à? Đầu chó, đuôi ngựa. Tí nữa anh ngủ một giấc. Đầu mẹ, đuôi bên này đúng không? Đầu chó. Chắc một cái... Sáng mai là... Có nhờ bà dạy làm bún này, có mang đồ ngủ sướng. Ủa là sao? Cái gì? Đó là ăn sáng. Làm bún là sao? Ủa chị? Tự làm hả? Tại sao không mua bún chứ mất chị tự làm cho nó cực vậy chị? Tự làm cho mấy em ăn. Đây là mua bún mà. Mua bún về nè. Mua bún về nấu thôi chứ đúng không? Đúng không phải là ép cái bún ra cực khổ đâu. Không, mua thôi. Đúng rồi, trời ơi. Em bằng tay ra đấy. Mua từ ngoài thị trấn, 16 cây đấy. Dạ. Đây. Bây giờ mình thử cái món này đi cả nhà.
đậu rồng nãy xào mà nó thơm. Bất phần rồi. Vậy là mai xe sẽ chở rồi nơi đây ha. Rời hết toàn bộ nhà máy. Còn bao nhiêu xe, bao nhiêu máy ạ? Hiện tại giờ chỉ còn một xe với lại bốn máy. Ông chị đã từng rời đi một lần rồi. Rồi. Thì có rời hết, rời về rồi. Chỉ còn lại để lại anh em chỉ để lại để chỉnh sửa thôi. Đây là đội yểm trợ phía sau. Thế là đội rút rút quân. Rút quân cuối cùng. Trước rút quân là bao nhiêu máy, bao nhiêu xe? 5 xe. Đầu chiều với 2 máy rồi. Ồ. Nhiều lúc nhưng mà mới kịp tiếp nhá, phải tắm. Nhiều lúc mình chả biết là mấy xe mấy máy nữa. Nhiều quá không nhớ. Bởi vì là mình còn thuê bên Huy Bảo đúng không? Không biết là bao nhiêu con xe, bao nhiêu con máy. Ủa, mình có thuê cái máy của bên Huy Bảo hả? Có mà. Mình cần thêm máy hả? Đúng rồi, lúc cái thời điểm đỉnh điểm là cần cũng cần nhiều xe, nhiều máy. Bên Huy Bảo không biết là sang bao nhiêu con xe nhỉ? 6 xe. 6 con xe. Một máy xúc. Đó, một máy ba đấy em ạ. Một cần dài, hai con cần dài của Huy Bảo, cần dài của Đại An. Một máy xúc nhỏ. À quả cái An ấy không phải. Ủa, máy xúc nhỏ. Tổng lúc mà thời điểm dài, cao trào là mình. Bây giờ đang làm trên kia đây. Mình một hôm là đi 6 con máy xúc máy xuống thôi, còn cần dài trước đây là đào. Đỉnh điểm là 6 con máy xúc. Ừ. Nhà Huy Bảo cũng một xe một máy xúc thôi. Con Hitachi à? Hitachi 135 thôi. 135. Ta nâng chén ông cởi đi nhà cho vui nhỉ. Đấy. Đông vui nè. Mệt chị đấy nha. Hơn tháng này 1-2-3 vô đi. 1-2-3 vô. Ừ, tháng này uống được hả? Uống bụng đây. Đúng như là quen luôn á chị ạ. Bột à. Vô. Trời, một tháng này mà uống rượu. Không biết có nó phép không nữa. Nghi mấy ông này lắm. Thật mà. Sáng nay uống chưa vậy? Uống từ sáng ra, uống từ sáng ngay. Ngủ dậy cái bảo là ngày hôm nay kết thúc là uống từ sáng rồi. Vậy là ngày hôm nay uống bù là có thật ha. Là một tháng là qua là mất làm không có uống thiệt á ha. Thời gian đâu uống chị? Chỉ có thời gian để ngủ mà thôi. Nói thật là ngủ không có thời gian chứ nói gì đến thời gian uống rượu. Đúng rồi, thời gian ngủ để cho tỉnh táo làm việc an toàn mà thôi. Chứ còn không có thời gian để mà nhậu nhiệt đâu. Anh em làm ngày làm đêm sao có thời gian uống rượu. Rồi hôm nay nhậu bù đi. Ủa, coi bộ hai anh chàng này trẻ tuổi nhất hả? Dạ. Phải không? Phải chồng mới 203. 203 là ủa có 20 tuổi, 21 tuổi hả? Trời sao có bằng lái hay vậy? Cháu ơi, tư cấp. Cái bảy không à? Vâng, cháu tư cấp mà. Lái máy lu chuyên công á. Vậy hả? Máy lu cho họ là nó có phải cần bằng gì chuyên nghiệp, nói thật á. Tất cả đều là có chứng chỉ, chứng chỉ có nghĩa là học nó nhanh hơn là cái bằng lái xe bình thường đúng không? Ồ, như vậy là ổn. Có đôi đang nhà. Ồ, đi làm không mang theo à? Không. Vậy là tài xế máy lưu đây ha. Vậy mấy bữa thấy cái fly cam nó bay không? Định ném cái fly cam. Tại là nó lùa sẵn đầu cháu cho cứ đuổi ra, nó không ra. Cứ mà cứ lùa mà, cứ lùa mình như. Không, có một cái fly cam không biết của đội hôm buổi tối cơ. Hôm em anh Tâm nó bị lùa em xung quanh mới ủi đê. Không biết của đội nào thì không biết. Cái trường này là của đội nào nhỉ? Trời, xong rồi em vấy lại đây, lần này cứ đứng yên một chỗ. Xong rồi tôi sẽ làm qua thì chúng ta ra đi theo. Có chừng chị đó, có chừng của phòng ông phở đó, mà ban ngày chứ không có ban đêm. Chị có bay ban đêm bao giờ không? Không. Không bay ban đêm. Không, quay ban hôm nay ban đêm thì đổi rồi này. Xin chào này, bắt đầu sao cái ban đêm, có một lần có người bay ban đêm nữa hả? Ở đây không, ban ngày. Ở đây rất nhiều. Vô vàn nhà báo. Hai bát ạ. Ừ, đúng rồi. Chúng phải là làm tu bi như chị thì nó là ít chín thì chín cả. Còn nhà báo với lại phóng viên thì rất nhiều mà. Mỗi cái thời gian đầu mà để đưa thông tin á, lúc đó này bọn phở lại không có nắm thông tin. Tiếc ra rồi hả? Cảm ơn anh nhiều. Chị Thập đây. Thất bại của người khác mà lại mang lại hạnh phúc cho người khác, đâu phải cái sự thất bại nào cũng đâu. Nhưng mà bà bán phở lại thích ăn thích canh lắm đúng không? Đúng rồi. Cảm ơn anh nhiều. Ngồi. Cái gì? Ăn xong rồi ra còn nói chuyện với vợ đấy. Bảo vợ bảo kênh bà bán phở đi. Ôi vậy là mọi người đều xa vợ hơn tháng rồi hả? Đúng rồi. Có ai gần đâu. Chị có mang vợ con đi được đâu. Còn không kịp đem quần áo chứ nói gì đến đem vợ. Thì sao vợ con không lên thăm? Ôi giời ơi, là cách xa 400 cây số thì tối 500 cây số chứ.
giờ bà ông phở hờ ngàn cái số đây còn đi được mà. Vậy là chứng tỏ là vợ con mấy anh không có thương mấy anh đâu đó. Đúng rồi, muốn ở trên đây luôn hả? Muốn để ở trên đây luôn hả? Thôi anh cứ ở đây đi tìm. Còn đâu nữa em đi kiếm. Còn nó đang em làm sao anh đi được. Trời ơi, bà phở còn đốt nhà người ta nữa mới chịu. Đây bây giờ chúng ta ăn cái món này đi nha. Tôi cũng ăn đi ra, vừa ăn vừa ăn đi. Có cái thiệt. Ví dụ mình cắt giảm nha. Vậy là anh follow kênh Bảo Món Phở từ hồi nào? Chiều nay. Mới chiều đây thôi vô cái chiều nay đi. Quý quá, quý quá. Bà hỏi xem ở đây là ai follow kênh của bà. Đúng rồi. Bà phải hỏi lại một câu được những ai đã follow kênh của bà. Đúng rồi. Follow là như thế nào? Đấy chưa? Chỉ biết xem thôi. Chỉ xem thôi, chả ai bấm subscribe hay gì hết trơn. Chưa xem nha. Chưa xem là đây đây nhân vật chưa xem nè. Có thời gian đâu mà xem. Làm chưa biết. 5 giờ sáng dậy lên trên máy. Vì sao về ăn trưa xong mình vừa ở bên Đặng Tông sang đây được 2 ngày mới nghe tên bà bán phở là bà nào, bà TikToker ấy. À mới biết chứ. YouTuber mà TikTok đâu có chơi nhiều đâu, TikTok mới tập tành chơi mấy tháng nay hả? Mà YouTuber thì chơi thì vừa chơi vừa bỏ. Đây, mời cả nhà. Hết đợt này là bà bỏ. Về bán phở. Về gì cái đi làm mệt mệt. Xong đấy là lại lên đi làm. Đến 12 giờ đêm về đi ngủ gái thì thấy thời gian đâu mà cầm cái điện thoại nữa. Đúng rồi. Mà xem. Mà thực ra là trong quá trình đó anh em làm mà đã an toàn và đã thành công lắm rồi. Mình làm việc nó hơi quá sức một xíu nhưng mà nó vẫn an toàn trong lao động, đó là cái điều mà quý quá nhất lúc này cho tới thời điểm này đúng không? Vâng. Dạ. Mọi người uống hết hả? Mọi người rồi. Uống một chầm chầm chúc mừng anh em nha. Ngon quá trời, sướng quá. Giờ bắt đầu ngon rồi đấy. Nó ngọt nữa. Cái thằng này nó không xuống rồi. Nó ngọt. Lòng lèo nó chắc xuống rồi, xuống rồi. Sợ. Có một cái chắc rất là nhiều. Sợ chứ thôi, điện đi, điện làm gì. Không nhận càng uống càng nghiền. Trong bảng này. Gọi thì bật Zalo lên chú. Xem. Rồi chúng mai chúng về giữ gìn sức khỏe. Mai. Các chú. Bật đấy là thì nên. Nhớ gì mới đúng. Các chú. Các chú bật Zalo là bọn mày. Không phải tụi mày. Tao chúc tụi mày về luôn đấy. Anh vợ yêu. Nói nhỏ thôi. Thế bây giờ bảo có thử cái báo này. Mình không khai mà. Chú nhà mời. Gọi tôi về. Người biết mình đang uống rượu đấy. Không, mình bây giờ mình nói gì cũng được hết trơn á. Mày mày gọi ông gọi phát xem có hay không. Đâu, một phải khi một khi con đã uống rượu là con muốn nói gì cũng được á. Con thường là rượu nói. Không, cháu nó lúc đầu nói chuyện nó trời. Nó bị lỗi. Xem thử. Con nó có lỗi gì chưa mà mấy người xung quanh mới lỗi. Thôi, cũng phải xuống nha. Ai dạ, em chào. Mấy bà uống rượu thì bảo là sếp của mấy anh này hả? Không. Dạ. Ai thôi, cũng phải chú nha. Các bạn của mình. Tâm ạ, cũng phải chú nha. Cảm ơn. Nếu mà có gì phong thì phải nhớ phải quan nhà cháu nha. Hả? Nếu mà quên là dở. Đây là... Đây là một người là bên kênh... Mà để nhớ đến nhớ những người mà mình hay gặp. Nổi tiếng. Đúng không? Nhưng mà cháu không biết là cái chú đến lúc cái chú về còn nhớ đến nhà nhà đi bà bán chỗ nhà yêu biết đúng không? Đang ngồi đấy gì? Yêu đang ngồi đấy gì? Không bao giờ quên đâu cưng. Đúng rồi. Hiện tại là hôm nay là tao học chữ A từ lớp 1 thì đến bây giờ tao còn nhớ chứ. Hay hay. Câu này là chuẩn luôn á. Không có cái được gì học chữ Z thôi cháu. Bà bán là mà học chữ A mà bà học chữ Z là từ ai Z nhớ đi. Cháu là người Z. A Z. Hả? Ok rồi. À, cứ để đây là gọi. Con Út hả? À, tao biết. Thì à, anh Tâm anh đứa. Dạ, nhà, chủ nhà anh chị chủ nhà có con lớn quá hả? Thằng Út anh Tâm đứa. Hai lẻ ba. Cháu sẽ cho người chồng này về. Cháu đi xuất cho bà Tâm anh nhà. Ủa vậy hả? Cháu là nghề máy xúc. Ủa dân cũng là dân lái máy xúc luôn hả? Cháu nghề máy xúc. Thì dưới hay nói vậy. Thả đây mình. Thả đây mình phải thả. Mấy bữa có làm chung với anh em ở đây không? Không cháu không cháu à. Nói chung là bên bên này cũng gọi cháu về làm nhưng mà cháu lại bận bên kia. À, bằng công trình mà đang làm công trình từ xưa giờ rồi. Không phải gọi điện.
Đợt vừa rồi. Mẹ đến nơi thì phải gọi bên bên không, bên này cũng gọi cháu về bảo là về hỗ trợ. Thế hai gian nha, em đứng ở đây em trông mấy cây. Bây giờ cái đèn nhà với cái đèn nhà bên ngoài là đi cư này. Khu ở đạo này là cháu đạo với tông hết đấy. Ồ vậy hả? Đi làm mà sáng cháu cũng làm ở bên cháu. Tối về bắt đầu từ 7 giờ nó làm đến 12 giờ đêm. Xong rồi cháu về cháu nghỉ ngơi xong sau có sức thì cháu đi làm tiếp của cháu. Cái điểm đấy thì là có người đâu đấy cháu làm, nói chung là mấy cái đèn nhà trên này là toàn cháu đảo mấy tông nghỉ đổ niên hết. Cho hèn chi làm đêm luôn ha. Cháu làm đêm cháu về cứ 7 giờ là cháu về đến nhà. Xong rồi cháu về đến nhà xong rồi cháu lại lên trên đấy cháu làm tiếp. Khả năng là cháu làm trên đấy mà cháu đi ủng hộ, cháu không đưa không đi đâu hết, mấy cháu đi ủng hộ. Giỏi quá. Cũng làm từ thiện luôn hả? Làm từ thiện luôn. Vâng, cháu làm từ thiện mà cháu nào công cán gì đâu mà. Trời ơi, giỏi dữ. Cứ là cháu như làm bên cháu, nếu mà cháu không ở bên này không gọi cháu là cháu làm chắc là cháu làm tầm 8 giờ 5 rưỡi cháu đang nghỉ ở bên đoàn cho cháu đang làm ấy. Đây mà hết cả công là nếu mà bên này gọi cháu thì cháu sẽ nghỉ từ bảy sớm một tí. Có hôm cháu làm từ 6 rưỡi, có hôm cháu làm từ 7 giờ. Cháu làm đến 12 giờ cháu rồi cháu nghỉ. Thì chi mà công trình nó thần tốc. Đi sớm đi muộn. Chứ còn bây giờ cũng còn có một mình thì sớm muộn là không tin nữa. Anh em mình ở với nhau đến bây giờ rồi. Có một mình thì sớm muộn thì cháu nói nữa. Đã đi về mà còn phải quay lại đó bà bán phở. Em ra đến thị trấn Bảo Hà mà phải quay lại đấy. Tại sao vậy? Tại vì xe đang còn phục vụ mà phải quay lại đi. Đã về rồi đấy, về rồi đấy, quay trở lại xe rồi đấy. Về hôm nào? Đem qua ấy. Ủa vậy hả? Kia rồi. Chia về cho đoàn kia rồi. Đoàn kia rồi nhưng vẫn phải một xe quay trở lại để phát sinh. Phát sinh cái gì không? Nhưng mà cuối cùng không phát sinh. Cuối cùng phát sinh là cái bể nước. Thì bây giờ là phải ở lại là mình là không bây giờ không ngồi ba bán phở đâu. Bây giờ đang ở ngoài rồi. Đúng rồi. Vô cái đi. Chị em vô cái nhỉ? Vô cái nhỉ? Đúng đấy, cái chị nhá. Chúc chị nhá, vạn sự bình an nhá. Cảm ơn anh nhiều. Cuối cùng là chị đã mặc bộ đồ truyền thống rồi. Vậy mới được chứ. Rất là thích cái trang phục truyền thống của người Tây mình. Em rất là thích luôn. Dạ. Thế này, tôi thì tôi là chẳng qua là nhiều tuổi hơn mấy anh em thôi. Của Thanh Hóa. Thì đại diện cho mấy anh em Thanh Hóa thì uống với lại anh chị. Rất là cảm ơn. Uống với lại chị Bảo Bán Phở. Bảo Bán Phở. Dạ. Dạ, cảm ơn anh em rất là nhiều. Chúc mừng các anh đã hoàn thành nhiệm vụ mà rất là an toàn lao động. Làm việc vất vả. Cảm ơn anh chị đã tiếp sức thực tế, không có thực không có vật độc đạo. Anh chị đã nấu những món ăn mà để mấy anh có mới có sức để mà lao động vất vả gần một tháng như vậy. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Dạ. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn chị. Sáng mai là cậu.